Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sravit. Thì hôm nay em sẽ review về mẫu xe, đó là mẫu xe City đường phố. Mẫu xe này thì đang được thời gian vừa rồi đây rất nhiều người yêu chuộng. Vì sao nhiều người thích xe đạp City đường phố đến như thế? Thì dòng xe này thì bánh nó nhỏ và chạy trên đường phố rất là lướt. Nó sẽ khác so với dòng MTB. MTB thì bánh to nhưng chạy nó sẽ đầm xe hơn và nó sẽ không lướt như cái bánh nhỏ của dòng City đường phố. Thì hôm nay em vừa lắp lên một cái xe của Chevrolet thì em sẽ review luôn chiếc xe này cho các bạn xem cấu hình của nó như thế nào và chạy nó có nước hay không. Đây là mẫu xe Chevrolet em vừa lắp lên, đó là mẫu xe Chevrolet 4.0. Mẫu xe này thì đang được trang bị của nó là trang bị bánh touring chạy đường phố với thiết kế của nhà sản xuất nhìn khá là độc đáo và có kèm theo đó là một chiếc ba ga đằng sau này. Nhìn rất là đẹp và bắt mắt. Từng chi tiết của xe thì đầu tiên thì em sẽ review về cái phần ghi đông của xe. Ghi đông của xe thì đang được trang bị là ghi đông hơi uốn cong một chút, nhìn rất là thể thao và nam tính. Đối với bộ chuyển động của xe thì đang được trang bị tay đề số Shimano 3 đĩa và 7 líp. Và có phản quang ở đằng trước khi mình đi buổi tối thì xe khác sẽ nhìn thấy mình khi mình đi. Còn về phần phanh thì được trang bị là phanh cụm má phanh, phanh má vành này cũng khá là an toàn. Đấy, dòng touring thì người ta sẽ toàn thiết kế là phanh cụm má phanh như này. Về phần khung sườn của xe thì được trang bị là khung sườn hợp kim nhôm khá là chắc chắn, bởi vì mối hàn nhôm, nhìn các bạn này, mối hàn nhôm nó sẽ khác với so với mối hàn thép, là mối hàn nhôm được hàn rất là đẹp và nó giống y như là một cái vảy cá vậy. Càng xe thì đang được thiết kế là càng càng đơ này, càng không có phuộc. Càng này là được trang bị là càng hợp kim thép này. Về phần chắn bùn thì được thiết kế là rất là độc đáo và đẹp. Cả trước cả sau đi theo xe, chắn bùn thép này. Ngoài ra thì được trang bị cặp bánh lốp 700x32C, đi rất là lướt trên đường phố. Ngoài vành thì được trang bị là vành hợp kim nhôm 2 lớp, vành Chevrolet này. Căm được trang bị là căm tròn siêu chớn, chạy là chạy Meyer Bicon này. Trục thì được trang bị là trục mở khóa nhanh, rất là tiện lợi khi các bạn có thể là để lên ô tô, có thể tháo bánh ra rất là dễ. Ngoài ra thì bộ chuyển động trước của chiếc xe này đang được trang bị là bộ chuyển động gạt đề trước Shimano Tuley TZ. Đấy, một bộ chuyển động được trang bị rất là xịn sò, Shimano Tuley TZ. Ngoài ra thì được trang bị đùi đĩa 3 tầng Brugel. Đùi đĩa này thì rất là thương hiệu Brugel này, 3 tầng. Trục trong cốt trục vuông được trang bị là trục cốt vuông chạy bi bạc đạn bên trong. Đấy. Ốc thì được trang bị này. Đây là ốc bắt đá nước này. Ngoài ra thì ốc này chúng ta có thể là bắt bơm mini thì vào đây cũng được này. Về líp thì xích. Về phần bộ chuyển động sau chiếc xe này thì được trang bị xích líp là xích líp vặn 7 tầng. Líp vặn 7 tầng. Đối với tăng tốc sau cũng như là gạt đề sau của chiếc xe này đang cũng được trang bị là Shimano Tuley TZ. Các bạn có thể thấy bánh răng của nó rất là chắc, bánh răng là làm bằng nhựa đúc này. Ba ga thì được trang bị là ba ga nhôm khá là đẹp và gọn gàng. Nó thiết kế rất là nhỏ gọn. Ngoài ra thì các bạn có thể mua xe này về có thể treo túi được hai bên này, treo cái túi giá to ở đây hai bên nhìn rất là đẹp. Yên thì được trang bị là yên Chevrolet này, tên thương hiệu của xe luôn, rất là mềm. Chiếc xe này thì đang được giá trên thị trường là hơn 5 triệu đồng. Nếu các bạn có thể thích đi dòng xe touring đường phố thì có thể liên hệ ngay tới shop xe đạp 88 hoặc là có thể liên hệ ngay đến số hotline 0964005166 hoặc 0936307317 để được tư vấn hỗ trợ. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.